Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Dành cho team Rabbit. Hai người ơi, anh cảm ơn yêu anh. Ô đẹp. Cho người ta biết đội mình like đi. Nhà vô địch. Nhà vô địch là đội mình thắng đó đúng không? Đúng, là hồi nữa mình sẽ thắng. Ai mà đá quá vạch cho người em á, anh sẽ bung người đó liền. Nhà ơi, em đâu luôn nên là em yên tâm đi. Đi bật đồ vô đứng. Đó, không ai dám đá gì hết. Đó, đó. Anh rồi. Con gái tôi. Gầy vô nè, đúng không? Em ra cầm bạn. Rồi. Giống như là hết. Em vào cái em cầm bạn. Em đứng. Em đứng. Em đứng. Mất ngủ rồi, đổ ngủ được không? Em đứng chụp tô em cầm cái bạn đó thôi. Ở nhà đâu ngắm mắt. Em đi đây là lần đầu mà em mặc đồ đá banh mà em đi vô sân banh luôn. Hồi nãy em run dữ lắm luôn. Rồi cái em nghĩ là em sẽ không có chơi. Hồi nãy em cũng mường tượng là em sẽ vô em chơi thử coi nó như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là thôi. Ban đầu thì mọi người nói vậy thôi chứ em mặc định là em không có đá được rồi. Vô em mắc công em phá nữa. Bây giờ người ta đá, người ta lo đá rồi. Có em vô sẽ gắt gói thêm nữa chứ sao mà kèm. Bây giờ chúng ta đợi xem là không kèm cái chuyện từ vị trí phù hộ sang vị trí vận động viên không không? Hurricane đã đá hộp một quả đá bạc. Nhưng anh rất đang rất tập trung. Trời sao chắc quá trời. Mạnh quá, mạnh lên đi đó. Ủa ai đây? Dũng ơi. Giờ đây nè. Ô, ô. Nhanh nè. Cứ dở luôn. Chị bên kìa. Vậy em thức kêu. Thôi rồi. Ai uống mà. Mà chưa đá là. Sao rồi? Em thấy này không? Đó. Không có gì sợ đó. Em mình kìa. Bên kìa, bên mình có đúng 3 người kìa. Không có gì sợ đó. Chơi chơi chơi. Đúng vậy. Đây cái băng thắng là phải đeo băng thắng nè. Nãy mấy anh em đưa cho băng mới nhưng mà thấy hơi sùng để băng này cho mình. À thì đó là chiến lược của đội anh đúng không? Đội tâm linh. Lý do mà hư bóng của anh thì đánh giá như thế nào với tư cách là đội trưởng? Mình nghĩ chỉ nên chơi banh đũa thôi, như băng đá thì không nên.
chơi. Đó, nó banh mà lúc nào trắng quá thấy không? Không biết có xài kem trộn hay không? Kem muốn kem trộn bên chú Lâm. Hồi nãy thì anh Chris có nói là Quỳnh Lý chắc nên đi chơi banh đũa. Tại vì anh một cái pha hưng phấn mà lúc nãy mà bị nó trưởng này. Ok, ok, không sao, không sao. I'm ok, I'm fine, Quintana. Quintana, ding, 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 ding. Anh nghĩ là anh Rick đang ganh tị với lại tài năng xuất chúng của anh thôi. Chứ thật ra thì anh Rick là người chơi bóng bàn nhiều á mọi người. Chứ không phải bóng đá đâu. Vậy thì anh có giải thích một chút nào về cái pha hư bóng hả? Chẳng qua là xui thôi. Do một ngày không may mắn thì những ngôi sao lớn thì cũng sẽ như Quỳnh mà thôi. Một anh huấn luyện viên rồi các bạn ạ. Đây là fan của Hurricane rồi. Cho huấn luyện viên Hurricane một tràng vỗ tay đi ạ. Cú dứt điểm của cầu thủ không có số áo. Em hỏi anh về cầu nha. Đúng rồi, mong chúc các bạn ơi. Lần đầu mình có cơ duyên là cùng mình cũng tham gia một trận bóng giống như vậy. Trận đấu đó thì mình bên team All Star. Mình ở bên team ở bển nên là mình vô địch giải đó. Còn đây là All Star đã chuyển nhượng mình qua bên Rap Việt rồi. Thì đó là siêu kinh điển. Và mình chắc chắn là đội mình sẽ giành chiến thắng. Tỷ số mình là khá là cách biệt là 3-0. Anh Ngô Kiên Huy rất là chắc chắn. Tại vì anh quên rằng anh đã chuyển nhượng mình qua đây. Mà cái chìa khóa đi chiến thắng của đội bển là ở đây. Cái chìa khóa nó đã qua đây rồi. Nên là mình chắc chắn sẽ đánh bại anh Bắp. Dạ. Mình đã banh nha mọi người. Hurricane đội bóng rất chính. Vẫn là cào cao su Hurricane. Rất vất vả, cơ hội. Cơ hội. Cơ hội. Cái gì dạ? Nhưng mà tôi đang thua hai bàn thôi. Thật sự là về kỹ năng thì không sao, nhưng mà về Hurricane thì có sao. Có thể nó không nằm ở thực lực mà nó nằm về phần gọi là giác quan thứ 6 của Hurricane và sự xui xẻo của anh ấy. Có thể là điều đó. Bởi vì tôi cảm thấy đừng để nó nói gì hết nên nó nói nó cũng mệt lắm. Hurricane lập công một cái khán đài sôi động hẳn lên. Ba tháng đầu tiên tại giải đấu lần này dành cho team Rapid. Hai người ơi, anh cảm ơn em yêu anh. Oh đẹp. Kết quả rõ ràng quá. Kết quả là 3-0. Ba lần 3-1. Mà đội kia thắng. Uy tín, cộng một uy tín. Đâu mình gặp anh Huy mình mới 3-0 chứ. Vậy ba mình lấy hạng 3. Chắc chắn là hạng 3. Giờ này mầm non tụi nó gọi là thái độ lắm. Tụi nó hay lướt lướt đàn anh lắm. Mà chúng tôi là hơn thua. Chúng tôi nhập đàn mấy mầm non này từ khi mới nhú lên thôi. Nhưng mà để mà sau này mà nó lớn rồi nhập tụi anh đâu chịu nổi. Bây giờ em nhìn đi cái lứa tụi anh toàn là U40, U50 không à. Mà mấy đứa nhỏ bây giờ 2K9, 2K8. Chờ sao lợi. Đúng rồi, chả không lợi. Vì thế thủ đoạn. Bình thường tập cũng đi bàn nhiều vậy rồi cho nên là cảm xúc cũng, nhưng mà đặc biệt là có khán giả đông á là phê. Thì hồi nãy vợ anh nói là vợ anh rất là tự tin và thấy rất là bình thường khi anh chơi bốn bàn. Đúng rồi, hay cái bàn nhiều, hay đi đáy bi với Gin nè, với lại mấy anh em trong đội nè. Thì tại trong đội chỉ có 2-3 tiền đạo thôi cho nên là có nhiều banh là chuyền cho Gin hết. Ở trái chuyền cho Gin là tụi tôi được 1 triệu. Hả? Thật ra thì chúng tôi đã tính hôm nay bốn trái là 4 triệu. Chúng tôi sẽ cố gắng từ đến cuối ngày chúng tôi sẽ ghi chuyền cho Rít thêm 6 trái là 10 triệu. Hồi nãy có một trái tôi chuyền Rít mà tôi bị phạm lỗi. Trái đó tôi gần double tutti tôi lấy là 2 triệu. Nói chung là đội chúng tôi chỉ vui là chính thôi. Quéo cái giò luôn rồi. Sức cái móng rồi nè. May áo số 7 bên phía một đất biệt. Bắn rồi. Anh thấp nhất là sẽ đang thực hiện quả đá này. Không vào. Hurricane đã đá hộp một quả đá vàng.
nhưng anh rất tập trung. Vì thế thủ đoạn mấy trận trước là chúng tôi đá với lại những lứa cầu thủ mà luôn tự tin U15, U14 cỡ đó thôi, nhưng mà cỡ trên là đáp lợi. Dạ, nhưng mà em thì em mới coi cái clip anh đi đá banh với anh Song Luân với anh Tú. À, có vẻ là hai anh báo hơi nhiều, có phải vậy không ạ? À? Một đội banh cần phải có những gánh nặng và chúng tôi sẽ rất là vinh dự đảm nhận những vai trò đó. Hình như là ban đầu thì anh Tú ảnh đá chính với mình đúng không? Đúng rồi. À, chú Voi thì chú bị chấn thương rồi, với lại bị lé rồi, gọi là già, mang tiếng Voi với yếu, đá là 3 phút xỉu. Một lát nữa tôi sẽ có hai nhân vật nữa, một lát mình sẽ giới thiệu sau. Chào đón hai tân binh mới nha, đầu tiên là mẹ luôn, mẹ già chú nha. Bye.
của captain đôi vừa rồi bay tới hết giờ. Hết giờ dành cho các thành viên tập thể viên, họ sẽ là những người bước vào chung kết. Còn với các thành viên tập thể viên, họ sẽ là những người bước vào chung kết. Và đây là những giây phút mà họ nghỉ ngơi. Tôi chạy không nổi nữa, tôi quá mệt. Tại vì hôm qua là ngoài là đám cưới của Minh Tú ra, còn có thêm những buổi tiệc up the party nữa, hơn tôi trốn kịp về nhà. Hôm nay tôi còn chạy được. Chứ nãy giờ bà thấy Gin hôm qua đi đến 4 giờ sáng, nay chạy như là một xác sống. Hôm nay đội hình chúng tôi chỉ 1 phần 2 đã được thôi. 1 phần 2 còn lại là chúng tôi ngồi đây gọi là nấu lẩu, ăn uống đồ. Chứ không có đá nổi. Trời ơi. Để kèo. Vô đắp việc cái là xong liền. Vô đi em ơi, vô đây, vô đi. Không mơ. Cái mơ thấy mọi người nhớ mình ơi. Vô mấy ông em quan tâm tới đó thì thầy dọn luôn mãi. Trời ơi, sao? Tôi giống vị lắm rồi mà. Tại sao? Tại sao? Bà Ly. Em biết, em biết. Quan trọng nhất là chủ chân của em. Mọi người ơi, con. Con, con. Chơi đẹp giải trí rồi, 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 rất hồi hộp. Và ở trong không khí hồi hộp như thế này thì mời một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho tiết mục đặc biệt và đặc biệt rất là vui. Rồi, 4 triệu, rồi, 1, 2, 3 triệu, rồi nha. Chúng ta đừng chờ đợi, 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 chúng ta đừng chờ đợi. Yếu tố tâm linh thì đã có Bắc Kiều lo rồi, không cần phải lo nhiều quá nữa đâu. Bà sĩ May Anh là người đầu tiên. Người đầu tiên thực hiện là đá bên của các cầu thủ Bắc Kiều. Hai bà Hi. Khán giả tặng bóng nhiều quá cái bữa nha. Hai bà Hi. Dạ gấp đôi. Có dành hết chiến công của anh em rồi, tôi phải trừ lương đó. Dạ, hôm nay em ra sân khá là nhiều lần nhưng mà em thấy anh chưa được ghi được bàn nào nè. Tôi ở vị trí, tôi hậu vệ thôi. Để dần sau tôi lên tiền đạo đã. Chứng thân chính hình á. Dạ thôi. Đó mình nhìn vô. Đó là mình nhìn vô. Đó là đó là kiếm mối cho người ta mọi đó luôn á. Để mình nhìn vô thì chịu thôi. Bảo hồi cung. Bảo hồi thôi. Nhưng mà cứ đi vô anh sẽ dẫn em tới cung mình đó đó. Là chỉ cần đứng thôi. Ai mà đá quá mặt cho người em á, anh sẽ bung người đó liền. Dạ, mỗi thằng đứng mà không nghe em đi. Cứ bắt đầu vô đứng. Đó, không ai dám đá gì hết. Đó, anh rồi. Anh rồi. Gái tôi. Dạ, vô nè. Có mấy em ra em cầm bàn. Giống như là hết. Em một vòng cái em cầm bàn. Em đứng. Em đứng. Nói giờ mất ngủ mà đổ ngủ được không? Em đứng chụp cô em cầm cái bàn đó thôi. Bây giờ đâu ra mất. Em làm xây quanh tay đi. Ai vậy ta? Trời ơi, từ hôm từ cái này.
Vô địch. Cho người ta biết đội mình like đi. Nhà vô địch. Nhà vô địch là đội mình thắng đó đúng không? Đúng, là hồi nữa mình sẽ thắng. Bình thường chồng mình đã biết bay rồi nên là cũng không bất ngờ lắm. Nhưng mà mọi người khá là bất ngờ vì cái trái mà ảnh đá một phát từ giữa sân. À, đá phát giữa sân là do mọi người chưa coi nhiều. Nhưng chồng mình hay đá giữa sân vô đó. Tự hào quá. Tự hào lắm. Vậy thì một chút mình gặp cái đội trong chung kết rồi thì chị nghĩ là cái khả năng chiến thắng của đội mình bao nhiêu phần trăm rồi? 100%. Mình thể hiện khí thế rồi. Yeah, chắc chắn thắng 100%. Yeah yeah yeah. Tập cũng rồng rã, tụi em đen hết trơn rồi nhưng mà chưa có giải để tụi em đá, cho nên là ước gì chúng ta được đá thường niên như là nửa năm một lần thì sẽ rất là vui. Hy vọng đất Việt cũng sẽ chia ra khoảng mạnh một tí xíu, năm tổ chức khoảng 4 giải để chúng tôi được dịp cọ sát. Anh Huy nói là 4 lần một năm tại vì cái những người đó là những người già thôi. Đó là những tư tưởng của những người già, nghĩ là đá Euro World Cup thì 4 lần một năm. Chứ còn đá chơi chơi vui vui giống vậy á thì người ta nên đá nhiều nhiều, có thể là một tuần một lần. Đây là lần đầu mà em mặc đồ đá banh mà em đi vô sân banh luôn. Hồi nãy em run dữ lắm luôn. Rồi cái em nghĩ là em sẽ không có chơi. Hồi nãy em cũng mường tượng là em sẽ vô em chơi thử coi nó như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là thôi. Ban đầu là định em sẽ cho em là thủ môn mà đúng không? Ban đầu thì mọi người nói vậy thôi. Chứ em mặc định là em không có đá được rồi. Vô em mắc công em phá nữa. Bây giờ người ta đá, người ta lo đá rồi. Có em vô sẽ gắt gói thêm nữa. Chứ sao mà kèm. Bây giờ chúng ta đợi xem là có kìa cái chuyện này đi kiếm phù hộ trong vị trí vận động viên không không? Anh em này ở cái ngay của đội. Ok, và hôm nay là đội bóng của mình, cho nên mình đá một cái giải vui vẻ tứ hùng cùng với lại đất Việt VAC một trong một cái dịp rất là đặc biệt nữa, thì Jin cũng phải chơi rất là hết mình luôn. Yeah. Rồi hôm nay anh bổ sung năng lượng ở đâu để lên sân ạ? Thì mình hết mình thôi, sân nào mình cũng hết mình. Đám cưới bạn mình, bạn thân nữa, mình Tú là một người bạn rất thân cho nên là Jin với Bu cũng phải hết mình đúng không anh? Anh uống C, C sủi. Chứ em đang muốn tính hỏi anh là bổ sung năng lượng từ đâu? Hay vậy lắm. Em biết kiểu là đúng không? Rồi anh em ơi, hai hàng ơi. Bên này anh em ơi. Bên này. Đó. 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 Đó